VIP dẫn đầu xu thế thẻ. 1664 Blanc đi vị chất mở bất ngờ cùng The Masked Singer Việt Nam.
Singer Việt Nam. Trời ơi. Wow. Đây là một tenor. Cái nốt ao bài lên tới Rê Thăng. Khủng khiếp. Trời ơi. Rê Thăng là tông nữ. Dòng một là giống như người đàn ông của gia đình, còn dòng này là đúng như kiểu là trở về thanh xuân nè. Em nghe rành đầu dùm tưởng đâu là hai người khác nhau á, hai vòng á. Không có một giây phút nào mà em không thể ngừng há hốc mồm được. Rocker. Không một cái khoảng ngừng để em có thể kịp thở được trong cái nguyên cái bài. Hay là mình cứ đổi người bên trong sao? Chọn một cái bài rất hợp với bản thân và hát rất là powerful. Mà quan trọng là gì nè, nó treo liên tục. Mà mình nghĩ là ok, ổng sẽ hết hát được nữa rồi. Nhưng ổng sẽ là lương tông nữa. Rồi xong cái mình nói tới đây này thôi là ta sẽ dòng xuống. Nhưng ổng lại còn lên được nữa. Mà cái điệp khúc là ảnh rất là gằn mà không hề lung lay bất kỳ một khúc nào luôn. Ai như là cơn gió, ai như là tia. Mình nói với những cái nốt cao đó, nếu mà ai mà không có giỏi kỹ thuật thanh nhạc mà hay là chỉ còn sơ sẩy một chút xíu, nó rách cần cổ cái là khỏi hát. Mà nó cực kỳ nguy hiểm. Chính xác luôn á. Ôi, vẫn còn nổi da gà. Hôm nay anh hát chấn động. Bố Gấu ơi. Dạ, sau khi mà trình diễn vừa rồi của mình xong và nghe những lời nhận xét gọi là cũng ủa hòa, vỡ hòa từ hội đồng cố vấn, thì cảm xúc hiện tại của bố Gấu lúc này như thế nào ạ? Thật sự là bố Gấu rất là sướng. Bởi vì thực ra ở trong cái bài hát này, ban đầu tập thì bố Gấu không định hát những cái nốt nó cũng khá là khủng khiếp. Nhưng mà bởi vì là đứng ở đây rồi thì mới thấy được ban cố vấn, ban nhạc, tất cả những điều tuyệt vời mang lại cho bố Gấu những cảm xúc để thăng hoa, để bắn lên cái nốt rất là cao. Thực sự là đã lâu rồi bố Gấu mới có cái cảm giác chơi nhạc tuyệt vời như này vậy. Và cảm ơn ban nhạc và nhóm bè, xin cảm ơn rất nhiều. Và riêng cái bài này, đề nghị cả nhà cho một tràng pháo tay thiệt là lớn cho cái ông trống đánh hay xuất sắc. Công Thành, I love you. Trời ơi. Mà nãy em để ý thấy là phía dưới hội đồng cố vấn á, là cố vấn khách mời đặc riêng em ghi rất là nhiều. Em ghi liên tục, em ghi từ đầu bài cũng vậy, là em ghi cái gì chúng tôi rất là tò mò. Dạ vâng, em có cảm giác có hai cái giọng nó mix cùng với nhau lại để thành bố Rấu ấy. Em nghe cái giọng đầu tiên á thì có một chút của anh Hoàng Bách. À dạ đúng vâng rồi. Tại nó có một chút miền Bắc ở trong đấy ấy, cách hát ấy. Nhưng mà nó mix chung với lại anh Phạm Minh Khoa khi mà hát rock. Dạ vâng, và cái cách xử lý kiểu đó. Bây giờ ai có hai cái giọng này mix lại ta? Anh Hoàng Khoa. Hình như lúc mà đoạn cuối là gọi là như Thành nó không bị rơm bất kỳ chữ nào luôn. Rê Thăng nhá. Trước lên tông thì có một cái đốt mi. Có một đốt mi.
Nhưng mà... À trước Lê Thăng có cái nốt mi nữa hả? Có nốt mi ở đoạn trước Lê Tông nữa. Quá trời. Nhưng mà ban đầu thì bố gấu định hát ở dưới quán 8, nhưng mà tại vì lên đây nó máu quá, không biết làm nào. Em nghĩ là đây là phần trình diễn mà mang một cái định nghĩa xuất sắc nhất cho hai chữ thăng hoa. Đúng. Đây là phần trình diễn tối này. Em cũng đang định nói, ừ. Tại vì thật ra đây là một cái phần trình diễn rất là sung, rất là máu. Không hiểu sao em lại thấy xúc động, em thấy rất là vui cho anh gấu. Em nghĩ là cảm giác này chắc là lâu lắm rồi anh mới có được. Và em cũng là một người mà rất ít khi nào mà có được cái cảm giác thăng hoa. Em biết là khi mà tận hưởng nó rất là tuyệt vời. Và em cảm thấy rất là vui cho anh khi mà ngày hôm nay anh có một sân khấu phải nói là bùng nổ. Và anh làm được tất cả những cái thứ mà em tin rằng là anh luôn muốn được làm trong suốt một thời gian rất là dài. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc cho anh. Trong ký ức của tôi, bố gấu là một người rất là rụt rè và không thật sự là dám thể hiện hết bản thân mình đâu. Nhưng mà đúng là đây là cái nhiệm màu của The Masked Singer. Là khi người ta đứng sau cái lớp mặt nạ, làm như người ta không quan tâm tới ai nhìn mình sao. Trời ơi, nó thăng hoa. Với những lần mà tôi đã diễn chung với bố gấu thì đây là lần tôi thấy bố gấu diễn tuyệt vời nhất. Thật sự. Wow. Mọi người chia sẻ có vẻ như là mọi người đã biết danh tính bố gấu rồi. Với một cái dòng mà đi show mà từ hồi nhỏ tới lớn như tôi thì làm sao tôi không ghé ngang đời bố gấu được. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau ôm lại một tí xíu hoài niệm về thanh xuân của bố gấu. Xin mời. Quên lời. Đúng vậy, bố gấu có một cái biệt tài là chế lời cái bài hát. Khi mình chót quên là mình sẽ nghĩ ngay một cái chữ khác hoặc một câu khác để cho vào đấy. Mặc dù cần biết là cái này nó sai, nhưng mà thôi nó còn hơn là mình không làm gì. Hay quá ha. Từ xưa tới giờ tôi chỉ nghe cải lương có hát cương thôi. Giờ tân nhạc cũng có hát cương nữa. Hay vậy ta. Ví dụ cải lương người ta hát là: Này bố gấu ơi, hôm nay tôi nghe bố gấu hát thăng hoa quá trời quá đất. Kiểu là muốn hát gì hát, kiểu vậy đó. Là chế kiểu gì cũng vô đó. À, hay vậy ta. Quên lời, thực ra là ca sĩ đi hát mình cũng hay gặp như... phải không? Không, nhưng mà không phải ai cũng chế được cái lời ngay tức thì. Tụi em có một cái trick là khi mà quên lời á, giao lưu khán giả. Em vô lời em hay đưa mic cho. À vậy hả, vậy hả? À. Đúng các không? Bạn ơi, chứ mỗi lần quên lời là biết phương mà tóc gì nữa à? Nhưng thật ra là đang quên. Vậy là lần sau mà thấy tóc tiên dơ mic ra là quý vị hiểu rồi đấy. Là không hôm nay bố gấu thoải mái hơn rất nhiều luôn á. Bây giờ tôi nghĩ là Tóc Tiên, anh Trấn Thành và Bích Phương hình như là cũng có trùng một đáp án. Đúng không ạ? Là tụi em nghĩ vậy á. Nghĩ vậy thôi. Hay tỏ ra là hiểu nhau lắm, nhưng đến lúc nói tưởng ra chất quá. Tụi tôi thì nếu mà nói về khoa học thì chúng tôi có cái hiện tượng gọi là vướng víu lượng tử. Thì cũng hiểu nhau một chút, nhưng mà không biết là lượng tử tôi có vướng víu nặng lắm hay không. Không, nhưng mà gợi ý option của Đạt Duy nghe cũng hay hay. Tức là không hẳn là anh Phạm Anh Khoa, cũng không hẳn là anh Hoàng Bách, cũng có cái sự la la gấp miếng miếng từ những cái anh này với nhau. Em lúc nãy em còn có nghĩ tới anh Quang Dũng nữa, với anh Tú Mắt. À anh Tú Dưa. Dạ anh Tú Dưa. Anh Tú Dưa cũng giống quả dưa hấu luôn. Dưa hấu, Tú Dưa của dưa hấu. Ừ ha. Sao đoạn này như bố gấu với nhảnh ngang vậy? Ủa sao tự nhiên rồi làm duyên vậy? Sắp lộ là phải tỏ ra cute. Bây giờ có thêm một cái tên nữa nè, mà hát cái kiểu gào gào mà cao như vậy. Tuấn Khanh Microwave. Có thể nha. Tại vì cái vấn đề là ngoài cái nốt gào gào gằn giọng thì cái lúc mà xuống quãng trầm của ảnh rất là hay nữa. Hôm nay là hát hoàn toàn khác cái lần trước luôn á. Ở cái lần trước bố gấu xuất hiện thì em thấy là một người đàn ông rất là rụt rè, hướng nội. Em thấy đối lập hoàn toàn với ngày hôm nay luôn. Hôm nay cảm giác anh bố gấu rất là phong độ, rất là cháy. Bởi vì là hôm nay thấy Bích Phương với Tóc Tiên xinh hơn. Wow. Ủa giờ chưa hôn xinh? Tại là hôm trước xấu quá. Sao mà đó được? Không mà thiệt nha, hồi nãy thấy bố gấu trình diễn xong, mặc dù trình diễn bài gằn xé đau khổ mà nhìn như một đứa trẻ vậy đó. Thấy xúc động lắm, thấy vui, enjoy. Tại vì có cái bộ đồ đẹp cho nên người ta cũng sung hơn, đồ dĩa mới ta đẹp. Sao là mặc đôi này luôn em phong thủy người... đấy anh ơi. Quá đẹp rồi. Lần sau mình cố giữ layout này chỉ thêm tí thôi nhá. Áo là đang lung linh rồi, là đẹp rồi, cứ long lanh cứ để thế nhá. Ok. Dù là em không biết rằng sau cái lớp mascot đó là ai, nhưng mà em là fan của bố gấu đấy. Em mặc đồ đấy bố gấu đây. Dạ vâng. Đúng rồi, giống giống giống. Một lần nữa cảm ơn bố gấu rất là nhiều về màn trình diễn rất bùng nổ và bùng nổ chấn động. Chấn động. Xin mời, bị đau đen hay mà bố gấu vào trong nghỉ ngơi tí xíu ạ. Chúc mừng bố gấu nha.